Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Vinh Gà Studio. Theo như kết quả đã được vote ở trên kênh YouTube của Vin thì 50% chiếm tỷ lệ cho bài Cà phê không đường. Thì hôm nay Vin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn bài này nha. Trước khi bắt đầu bài học thì Vin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Vin nha. Bài này siêu dễ luôn nên là mong mọi người sẽ học được nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Ok, động tác siêu dễ luôn. Đầu tiên là mọi người sẽ để hai tay như vậy, rồi mọi người lật lên, lật xuống. Đó, chỉ cần đơn giản vậy thôi. Ok, rồi mình để hai tay lên nè, lên và xuống. Sau đó mình sẽ đấm hai tay vào bên hông. Rất đơn giản đúng không? Hai tiếp, lên và xuống, đấm qua, đấm qua. Rồi sau đó nó có cái lời là chiếc áo phong sương thì mình sẽ làm tay như thế này lên cái áo của mình. Ok. Rồi kèm theo đó mọi người sẽ tập cái phần đánh hông này ha. Thì phần đánh hông rất là quen thuộc rồi, mình cứ thế mà học theo thôi. Nếu mà bạn nào chưa học được cái phần đánh hông thì mình sẽ để link ở cuối video nha. Ok, và bây giờ mình sẽ vừa đánh hông và vừa làm động tác nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4 và 5, 6. Ok. Sau đó mình sẽ làm cái tay như thế này, giống như lượn sóng vậy đó. Rồi mình để cái tay lên và khuấy cà phê. Ok, vẫn là cái hông, mình sẽ tiếp tục đi như vậy nha mọi người. Rồi sau đó mình sẽ kéo lên như thế này. Rồi mình gạt qua đến cái chữ không đường rồi mình sẽ gạt tay qua. Thì khúc này mọi người có thể là làm theo cái phong cách của mọi người muốn. Tức là miễn sao là để cái không thôi. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ đếm lại một lần, sau đó chúng ta sẽ ghép nhạc với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4 và 5, 6. Vuốt và vuốt và quay, quay vuốt lên qua không được. Ok, rất là dễ đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép nhạc với tốc độ chậm nha. Ok, cùng vô nha. Rồi đánh hông trước nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, tắt. Ok. Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Cà phê không đường rồi. Sắp tới là ca khúc Sài Gòn hôm nay mưa, cho nên là mọi người nhớ subscribe kênh YouTube để theo dõi video nha. Đừng quên like và share cho video giúp Vin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.